Dược liệu chứa axit hữu cơ, chỉ thực, quả non, chanh non phơi sấy khô, tinh dầu. Axit hữu cơ giúp tiêu hóa, chữa ngực sườn đau nhức, trướng bụng khó tiêu, chữa ho. 2. Chỉ sát, quả già phơi sấy khô, tinh dầu, axit hữu cơ chữa tiêu hóa, chữa ngực sườn đau nhức, trướng bụng khó tiêu. 3. Cỏ tranh, thân rễ, đường, axit hữu cơ chữa bí tiểu tiện, phù thủng, tiểu ra máu, sốt da vàng. Tiếp theo là kim anh, quả, bỏ hạt, vitamin C, axit hữu cơ chữa suy nhược, biến ăn, tiêu chảy, diêm tinh, mộng tinh, thiếu vitamin C. Tiếp theo là phục linh, thể quả, axit hữu cơ chữa bí tiểu tiện, phù thủng. Tiếp theo nữa là quả sơn tra, quả chín, axit hữu cơ, vitamin, đau bụng, đầy hơi, tả lỵ. Cuối cùng là tan bạch bì, vỏ rễ, axit hữu cơ chữa ho hen, dị ứng.